Rồi, cho được Đồng Nai xin gửi lời chào đến tất cả cô dì chú bác cùng toàn thể anh chị em và các bạn đồng nghiệp nhá. Đây, nãy giờ 6 cái rồi. Chưa được con nào bạn ơi. Trời ơi. 6 cái luôn mà không còn con bạn. Bữa nay mình đi hơi trễ, bữa nay trưa luôn mình mới đi. Tại vì sáng mình phải dẫn bà xã mình đi khám Covid á. Nhà thì đợt này cũng căng các bạn. Tại con bé gái mình nó đi lên trường nó học thì nó bị nhiễm Covid rồi. Test lên hai gạch luôn. Về mẹ nó cũng bị luôn. Rồi giờ tới thằng em bị luôn. Mình với còn mình với nhỏ con gái biết làm sao chắc cũng bị luôn. Thì cũng cầu xin Chúa thương nha các bạn. Chứ biết sao giờ. Tới đâu hay tới đó mà. Sáng giờ mình đưa đi khám rồi. Giờ trưa mình bắt đầu mới đi mà hôm nay xui quá. Nãy giờ 6 cái luôn mà được có con chuột. Được thằng chuột. Rồi mong tất cả anh em bạn bè gần xa ủng hộ mình, like xem video để giúp mình ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình luôn. Thì xui quá rồi, giờ mình đi tới 7 mình quay nữa cho bạn coi nha. Sớm giờ rồi chạy sắp chạy ngửa mà 6 cái có con nữa. Tôi có con chuột chứ. Rồi giờ mình đi tiếp mình quay nha. Hôm nay xui quá bạn ơi. Quan nhìn lên nè. Mệt như con chó luôn nha bạn. Hồi nãy giờ là đây là 12 cái bẫy bạn, dính được 3 con chuột. Nè con, một con chuột nè. Đây hai con chuột nè, mình mới lên con chuột nè. Ba con chuột bạn, chuột không luôn. Bữa nay dính không? Đến thấy con sóc thấy toàn chuột không. Chuột nổ nó mập mập. Mấy chuột này về mình cho nó một chảo luôn nha bạn. Đường nào cũng ngon rồi. Bắt luôn, về là một chảo luôn. 12 cái nha bạn, chưa có con nào nha. Mình đi cứu không dính, mình không có quay, bạn thông cảm nha bạn. Ôi đi nó mệt, sóc nó kêu đầy luôn mà đánh không vô. Tức là biết tại sao không? Tại vì bây giờ là cái tháng này là tháng điều bạn. Điều có trái nhiều lắm. Thành là sóc nó no đấy bạn. Quýnh nó khó vô lắm. Đó nè, cái dùng bây giờ đây điều cái chín đầy như vậy là nó ra nó ăn trái điều á. Chú mình đánh là không có khó bắt được nó đâu bạn. Sóc ở đây bây giờ mình phải chuyển chỗ thôi chứ sóc ở đây giờ muốn đánh nó là phải hết cái mùa điều này nha bạn. Bây giờ có điều là thua đánh không được đâu. Nó ăn ba trái điều á, nó no á. Nó khó vô lắm, nó ít cái háo chuối thôi. Còn cái tháng mà điều không có trái thì tháng đó là mình đánh nó nhạy hơn nha bạn. Bởi bây giờ phải rút đi đánh những khu vực không có điều, chứ còn có điều là đánh không được đó đâu. Sóc chạy đầy luôn mà đánh không vô nha bạn. Nó ăn trái điều no đó không được. Má ơi. Hồi sáng giờ 7-8 chuột luôn nha các bạn. To chuột không à. Nãy giờ mình không có quay luôn. Cái này mình thấy dính sóc nè. Dính sóc thằng chuột nè. Ừ, sóc. Rồi, mà dính 7-8 chuột. Sáng giờ cả 20 cái rồi bạn. Giờ cả 20 cái bẫy có được con sóc không? Hôm nay mình cuốn té tua luôn. Sóc đất nè bà. Khá là to. Ôi trời. Sáng giờ mới thấy con sóc á. Sáng giờ không hiểu cái ngày gì luôn nha bà. Dính toàn là chuột không. Sáng giờ phải cỡ 7 con chuột à. Mà mình có hình như 4 con sống à. Còn ba con thì nó quẻo quẹo hết rồi. Tới quẻo quẹo không. Hôm nay te tua bạn ơi. Hôm nay là mình nghĩ chắc mọi ngày mình làm được hai cái video chứ hôm nay chắc mình làm nhiều lắm được cái. Dồn hết 7 mình làm một cái video luôn các bạn. Hy vọng là sẽ có khoảng 5-6 con nữa cho các bạn coi. Quá trời 7 luôn mà. Thất lắm. Thất không thể nào mà nói nổi luôn các bạn. Mình chỉ hy vọng vô cái luồng bên kia thôi chứ cái luồng ở đây thôi thua. Luồng ở đây đi sáng giờ mà được có con sóc rồi. Mà còn cái khúc tới ở phía trước này đẹp lắm mà. Bạn điểm là đẹp không. Hy vọng là sẽ may mắn. Hôm nay là thấy héo queo. Cái này mình mới tới nha bạn, mình thấy cái lồng nó nghiêng qua bên mình không biết sóc gì cho bạn. Thấy nó nghiêng qua bên mà nó lắc. Nghĩ là có hàng không. Sắp đất. Mấy cái điểm mà thấp như là sắp đất không nhắc bạn. Ôi quá, đẹp còn nữa. Sắp đất còn nào lấy chà bá không ạ. Đẹp ghê. Hỏi bảy. Hồi cánh lại đây. Đây có hai cái nha bạn. Hơn hai cái làm hai con đỡ khổ mà gỡ lại. Xong tí mình qua cái điểm mới bên kia mình đánh chuyến sau thế nào cũng có sóc bông cho bạn coi. Đẹp quá.
mình biết cái chỗ đó lâu lắm rồi, chỗ đó mình soi gắn mình biết chỗ đó. Không biết nay người nay biết nó bị người ta phát, trời, người ta phát chống cái này bỏ tay luôn. Cái này mình phải băng qua xíu nha bạn, để cái vỏ đây mình cầm cái bẫy đi thôi nha. Cái này không biết sao mời các bạn đi cùng mình luôn nha, xui nha bạn, mời các bạn đi cùng mình nha. Mình cho cái chuối vô cái bẫy các bạn, mình xách cái bẫy đi thôi, dính mà đổi bẫy, nó ở bên kia xuống. Đây có cái suối nhỏ, cái bình này đẹp lắm, hy vọng là sẽ có. Nãy đi xếp tí nữa đạp gắn học trò, đang đi đi ù ngóc cái đầu cáo luôn, ngay cái giòm luôn, ghê quá. Chứ sao phải mua dạo đi thôi, cái con gắn mà cổ đỏ là gắn nó cắn là nó có độc đó các bạn, các bạn phải cẩn thận, dính cho con đi xa lắm nha, bơi qua suối rồi nữa rồi quớt luôn. Quớt luôn mà kỳ ta, túi đen thù lù luôn, không có xu quá, bắt nó dài luôn rồi mà chưa nó bắt hết đây. Mà cái lũ lùn lũ bụi này kiếm vàng nó cắn trà ơi, thương luôn các bạn. Để đi sóc có lành lắm các bạn, chỉ cần hí một cái lỗ thôi là nó nhào ra liền hang đất. Hang này mới lấy được tiền xăng với tiền chuối à, chưa có tiền công luôn. Hy vọng đi khúc nó sẽ may mắn nha bạn, có hai cái bà. Cái điểm này đẹp lắm, dính không? Quớt bạn ơi, cái này chắc quớt. Lùm đây con cá, lâu lâu hiếm được cái lùm đã gì đó, dạ nó dính buồn ghê ta. Chắc quớt luôn, hai cái con nào cái trước mặt nó chiến vừa rồi dính được con sóc đất rồi, dài ngay cành nó đi qua lại dính sóc đất, cái này chiến rồi không dính. Ồ, bữa nay có hàng rồi, con gì đấy sóc đất này. Nó mày không thấy sóc bông nữa luôn trời, kiếm còn bông đực nữa để đi giao cho khách mà tìm quà không thấy luôn mà. Đất. Hôm nay xong cái đi gài lại đuối luôn các bạn, mười mấy cái rồi, 20 cái mình đánh cái này lên đây lại cắt chuốt gài nha. Cái bên đây kiếm rồi dính được sóc đất rồi. Nói là cái con sóc mà nó mình thấy nó đi qua đi lại, mình gài cái nó dính luôn mà. Bữa nay nhìn qua không có bạn ơi, nay bảy chấm lỏng. Đây là thêm con đất nha, bắt nó vô luôn nha bạn. Còn sáng giờ được 3 đất. Cái khu mà nãy mình thăm, mình cuốn vào đó mà được 2 đất này nè bạn. Cái khu đó là chiến rồi là mình quay đường tập mà. Mà bữa nay không có dính, mình không có quay luôn, đi hết bên đó luôn, dồn hết qua đây, qua đây là chuyến rồi, quay được thêm tập nữa.
Chiếc ngồi mình quay được 2 tập tại nhiều còn nhiều bẫy đó nha bạn, gần 60 cái á. Quay 1 tập thì dài quá, mình chia làm 2 tập á, nhưng bữa nay nó thất quá thôi mình quay hai bên quay 1 tập thôi nha bạn. Gán mình đây kiếm thêm mấy phút nữa cho bố các bạn xem luôn. Bữa nào nói chung là dính khá khá là mình chia làm 2, chứ còn thất thì dồn lên tập luôn. Ba con, ba con đất mà chưa thấy em bông nào luôn, chưa thấy sóc bông nào luôn. Cái này chiến rồi dính con bông mà, chiến này được con bông nữa. Cái này chỗ chiến rồi mà mình nói các bạn mà có người ngồi kế bên của mình không nói chuyện đó bạn nha, dính con bông hình như là con bông đực á, bông đực sau cùng. Bữa nay con này dám cái lắm, có đúng cái nha, cái thiệt à. Ủa bông này bông đực mà, đực tơ chín giá nhau xíu à. Không ta, ờ đúng rồi, đực đực tơ. Ừ, đẹp 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 à, thiếu con đực nha bạn. Con đực này đó là bạn nhà đủ đủ hai con đực giao. Con này đẹp luôn, có cái chân nó hơi bị chốc lông, cái này thời gian sau nó mọc lại không sao hết, nó vô bẫy thì nó phải chốc tí lông. Ồ, sáng giờ thấy được con sóc bông nữa bạn, nó khiếp đảm luôn. Từ sáng giờ mình mới thấy được con sóc bông, sáng giờ chích quớt không, chích quớt rồi dính được mấy sóc đất, ba sóc đất, bàn đất không ta, đúng rồi bàn đất. Giờ được con bông nữa rồi, đỡ khổ quá. Bảy là vụ bữa nay mà mình thăm hết vậy là mình phải cách ngày nha mọi người, mốt mình mới thăm, cứ ngày cách ngày thăm. Bảy sóc mà để 3 ngày là sóc nó quẻo queo lên nhé bạn, sóc là chỉ 2 ngày thôi, qua ngày thứ 3 là thăm là chỉ còn được nửa. Mình cho chuối vô mình đặt lại nha mọi người, cái này bữa giờ hên kia, bắt được 2 sóc đực. Cái kế bên mà chiến rồi được con sóc bông, bữa nay mình chạy ngang không có mà, cái này chiến rồi dính con sóc đất nè bạn, bạn nhớ cho nó bụi tre nè, bữa nay dính thêm con sóc đất nè. Cái đường xuống hơi khó nhưng mà này đất hai chiến nha bạn, chiến rồi được con đất, chiến này cũng được con đất. Cái này chiến rồi không dính nha bạn, trời chiến này nó cũng không dính luôn bạn, cái nào dính là dính, còn cái nào không dính là hai lần cái này không dính rồi, mà cho nó đẹp lắm nha bạn. Cái khu này còn 4 cái nha bạn, ở trên kia thì 2 cái, ở đây thì 2 cái, nhưng 2 cái ngay đây là 2 cái của ngay chỗ cái nhà của ông khó chịu nha bạn, mình không có nói chuyện được 2 cái này, bạn thông cảm nha. Sập mà không dính nha bạn, sóc cũng xảy ra. Đang hết trái chuối luôn không? Đang hết trái chuối luôn mà không dính không? Sập luôn mà kỳ vậy ta.
coi, còn hai cái cú bẫy. Cái chỗ này mà cái bẫy sao các bạn, con sóc bông nó mình thấy hai lần mà. Cái tới là gặp nó chạy ngang qua cái bẫy, ngang qua cái bẫy hai lần không dính, không dính. Bẫy này sập rồi. Còn gì dính, con gì nhỏ xíu trời. Trên này hai cái kiến rồi không có nha. Kiến rồi sập, thấy con những cái gì đen đen ở trong. Cái chuột hay gì. Trời ơi. Á, à, con sóc. Sóc con. Sóc con nè bạn. Mấy ngày nuôi đã lắm nè. Sóc đất con. Ừ. Các bạn ngón chân cái vậy bạn, thấy không? Chí xíu à. Mà ngón chân cái vậy. Mấy này nuôi được nè. Ù, sóc mới ra lò luôn. Sóc con xíu xíu. Trời ơi, mấy này nuôi đã lắm bạn. Nó nuôi là phải nuôi mấy con vậy nè, nó là nó quen người luôn. Rồi, còn cái mà nãy mới chạy lên ngang luôn à. Nhìn nó không dính mà. Rồi, thành quả hôm nay là được thêm thằng sóc mini nữa. Con này anh em nào nuôi là liên hệ với mình nha. Số điện thoại mình dưới phần mô tả video á. Ui, con này vừa nuôi đẹp lắm nè. Sóc nhỏ nhỏ này, mấy nhỏ mấy đứa nít nó khoái lắm, khoái nuôi lắm. Bữa giờ mấy người hỏi nhưng mà mình không có lưu số quên. Là được con bông nữa các bạn. Đây được con bông nè. Như đây mấy sọc đất. Túi này 3 con. Bàn đất. Ba con đất. Đây là 4 con đất. 4 con đất. 4 con đất to nha bạn, chứ con đất nhỏ. Rồi vậy là 4 con đất chứ con bông à. Bữa nay thăm được có 6 con. 4 con đất với con bông là 5 con. Ồ, chiến này bèo cái đó luôn các bạn. Chiến rồi là hết hai luồng luôn, là chục con mà mình còn thấy nó ít nữa. Và bữa nay hai luồng luôn mà được có 5 con sóc. Mà cũng mừng là có được con sóc đực nữa để giao cho em kia cho nó rồi thành to đi rồi mình giao người khác. Rồi giờ còn cái mớ bẫy ở trên xe nè bạn. Giờ mình qua cái điểm bên kia mình đánh nha. Điểm đó đợt mình gà thấy lùm cây nghĩ như thế đó, sóc bông chắc chắn nó sẽ nhiều. Nên qua đó mình đánh coi chiếc sau có video sóc đẹp đẹp cho bạn coi. Bữa nay quá trời bẫy luôn mà thua 5 con sóc. Đi thăm ở chỗ này là mo trắng trợn luôn các bạn. Tại vì các bạn biết là hồi sáng giờ là nhiều bẫy lắm các bạn. Cả 50 cái á. 50 cái bẫy mà được có nhiêu đó sóc rồi bạn biết rồi. Quá thất luôn. Đánh cái đó là chẳng thà ở nhà ngủ nghỉ cho khỏe luôn. Rồi giờ mình tiếp tục hành trình đi gài của mình nha các bạn. Lúc gài mình không có quay được các bạn. Chẳng dài dòng quá. Chứ mình quay những lúc đi thăm. Các bạn coi cái chỗ này cái rừng đẹp ghê mà. Cây dây leo chẳng chịch luôn. Vậy mà mình đánh không có sóc. Mình không hiểu sao kỳ. Không biết có anh em nào gài gòi hay không mình không biết. Sao mình đánh chẳng có. Thôi giờ mình đi gài đi, chắc mình sẽ xin kết thúc video các bạn. Thì thành quả hôm nay nãy giờ các bạn thấy rồi đó, được như đó đó. Thôi cho được Đồng Nai xin gửi lại chào tạm biệt đến cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn nha. Mọi người đón xem video tiếp theo của được vào ngày mai nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Mình cũng biết nó dài ngắn nhưng mà như tới đây kết thúc rồi.